Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng của VNTV ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay xin mời quý vị chào đón sự trở lại với một khuôn mặt rất là khả ái của chúng ta, đó là cô Lily Thảo Lưu. Cô là Mortgage Loan Officer của công ty Whiteside Lending. Trước hết, Vân Anh xin chào Lily. Yeah, chào chị Vân Anh. Chào khán thính giả đang nghe đài của VNTV. Lily, trong suốt 2 năm vừa qua chúng ta rất là bận rộn. Như đến chương trình đôi khi cũng không có những cái gián đoạn. Lily có thể một cách rất là ngắn gọn có thể chia sẻ với quý vị trong suốt 2 năm Covid vừa qua thì công việc của Lily như thế nào? Dạ, trong 2 năm vừa qua thì thật là một cái điều mình em không có ngờ tới. Dạ, là tầm đầu năm 2020 thì nghỉ rồi. Kiểu này chắc không biết là công việc của mình sẽ như thế nào. Nhưng mà bắt đầu tháng 4 2020 thì phân lời nó bắt đầu drop. Thì khi phân lời nó xuống thì mọi người bắt đầu đi refinance. Và em bận tới giờ luôn. Mà trong khi Lily thấy đó là Covid nó đã phải nói là làm cho rất là nhiều những cơ sở thương mại là điêu đứng. Nhưng mà đặc biệt là trong lĩnh vực là mortgage loan cũng như là mortgage thì rất là bận rộn. Dạ đúng rồi ạ. Trong thời gian vừa qua mình không ngờ là trong cái thời gian đó thì người ta lại mua nhà quá nhiều và nhà lại quá lên giá, phải không? Dạ, 2020 thì nó đỡ hơn 2021. Bắt đầu 2021 thì tự nhiên giá nhà nó cứ đi lên. Và nhất là thị trường của San Diego mình nó vẫn còn rất là hot luôn á chị Vân Anh. Em nghĩ là do cái công việc của người ta bây giờ người ta được làm ở nhà nè, work remotely. So có những người ta sẽ move về San Diego do cái thời tiết của mình nữa. Dạ thì trong vòng 45 ngày 60 ngày gần lại đây á thì em không hiểu sao cái giá nhà nó lại càng cứ đi lên. Dạ. Thành ra là rất là market bây giờ có sự biến động rất là nhiều ạ. Giá nhà nó lên là một chuyện rồi nhưng mà người ta lại không đủ để cho người mua nữa, phải không Lily? Dạ, dạ đó là cái mà vấn đề. Lý do là tại sao giá nó cứ lên mà người ta vẫn mua đó chị, là cái demand and supply. Bây giờ là supply nó đang vẫn còn low thì em nghĩ là tương lai nếu như mà supply mình có nhiều, nó nhiều nhà nó lên hơn á thì cái tình trạng này có thể nó sẽ đỡ hơn một chút lại. Nhưng mà bây giờ thì vẫn còn thiếu nhà và người mua thì vẫn còn nhiều, nó có chững lại một chút bởi vì cái phân lời bây giờ nó đã lên cao. Đó là vấn đề. Trong giống như Lily nói, trong năm 2020 vừa qua phân lời xuống rất là thấp, 2 chấm mấy. Low 2%. Và bây giờ đã lên đến hơn 4 chấm rồi ạ. Và không ai biết được là có lên nữa hay không. Dạ đúng rồi. Thành ra là cái đó cũng là vấn đề, tại họ không biết nó lên bao nhiêu. Thành ra cũng có nhiều người ta vẫn trying to get in đó chị, vẫn còn muốn vào mua tại họ sợ nó sẽ đi lên nữa. Mà nhà nó lên thì họ sẽ càng mất đi cái cơ hội mua nhà của họ. Cho nên thật sự là bây giờ không ai biết được là có nên chờ hay không, hoặc là mua ngay bây giờ hay không, hoặc là sợ nhà nó xuống. Với kinh nghiệm của Lily nói chuyện với quý vị khán thính giả mà chưa có nhà như thế nào? Dạ, cái câu hỏi của chị Vân Anh rất là khó, em rất là nhiều người hỏi em luôn là mà khó trả lời. Dạ đúng rồi, là nên mua hay nên đợi. Bởi vì có rất là nhiều luồng ý kiến khác nhau thì bây giờ là chị em mình trao đổi với nhau là như là cái ý kiến của mình thôi. Đúng. Nhưng mà còn mà tùy theo cái trường hợp của từng người khách muốn mua nhà nữa. Đúng. Thì nếu như mà mình là first time home buyer, có nghĩa là mình chưa có mua nhà lần nào hết và mình muốn sở hữu một căn nhà, thời điểm bây giờ thật sự là khó. Nhưng mà nếu như mà mình đã chuẩn bị sẵn sàng, income của mình đã có đầy đủ rồi, giấy tờ đầy đủ, thì em vẫn khuyên là cứ nên mua. Tại vì nếu như mà mình cứ chần chừ thì mình sẽ mất đi những cái cơ hội mua nhà của mình. Trong khi những cái người mà người ta, nếu như mà người ta đã có sở hữu nhà rồi và bây giờ người ta muốn mua để đầu tư, thì hồ sơ của bọn em về purchase là mua nhà thì bên investment thì nó ít hơn. Là tại vì bây giờ mua là họ phải chấp nhận là có thể là bị lỗ. Dạ, thì thành ra là
Thành ra là những cái người mà investor là họ muốn đợi, họ muốn coi thử cái market như thế nào. Tại vì nếu như bây giờ có vào thì họ sẽ không có hy vọng là chỉ break even, nhưng mà cái cơ hội bây giờ lỗ thì nó nhiều hơn, tại vì phần lợi nó cả đã lên rồi. Có điều là cũng vẫn có nhiều investor họ chấp nhận cái điều đó, thì họ vẫn muốn, họ vẫn muốn vào cái market. Thành ra là cái câu hỏi này nó rất là depending on cái người mà sẽ đi mua nhà đó. Vâng, thưa quý vị, với những người mà chưa có sở hữu cho mình một căn nhà thì lúc nào cũng vậy, ai cũng nói là phải có an cư thì lạc nghiệp. Dạ, khi chúng ta có một căn nhà rồi thì cái sự nghiệp của chúng ta nó mới trên đà phát triển được, phải không? Dạ, Lily dạ. Cho nên nếu mà quý vị nào chưa sở hữu riêng cho mình một căn nhà thì quý vị cũng có thể tư vấn với lại cô Lily Thảo Lưu. Cô là Mortgage Loan Officer, cũng như là cô có làm việc với nguyên một cái team trong đó với những người là làm broker về địa ốc rất là kinh nghiệm, có thể tư vấn cho quý vị. Và đặc biệt là trong cái thời điểm này thì không phải giống như là nhà của 5-6 năm về trước mà mình có nhiều sự lựa chọn, phải không Lily? Cho nên một lần nữa quý vị có thể gọi cho Lily bất cứ lúc nào với số điện thoại là 619-777-0979, phải không Lily? Như vậy giờ hồi thời gian về trước á, không phải là người ta mua nhà không nữa, mà tại vì tiền lãi thấp cho nên có rất là nhiều người refinance nhà. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì coi như là Lily đỡ bận hơn lúc trước ha, hay là vẫn bận là làm mỗi ngày em nhận được cũng rất là nhiều cuộc điện thoại để hỏi về pre-approval letter, có nghĩa là họ vẫn muốn biết là mua nhà bây giờ thì họ muốn mua nhà thì họ mượn được cái loan khoảng bao nhiêu. Thì em mới thấy là thực sự người Việt Nam của mình á, em cũng ngạc nhiên là dù cho cái hoàn cảnh như thế nào vẫn có khả năng là mua hay nhà. Quá. Nhưng mà sẽ khó hơn so với lại trước đây, bởi vì cái giá nhà thì càng lúc nó sẽ càng nó càng cao hơn. Mà thường mà mình save cái tiền đó, down payment đó, thì mình save đủ cái khoản tiền đó thôi. Đúng. Mà bây giờ nó cái gap nó càng lên hơn đó chị. Thành ra là họ phải nhờ gia đình help thêm, hay là họ phải đợi thêm một khoảng thời gian. Nhưng mà càng đợi đó, thì thực sự là market bây giờ là em không có biết em expect như thế nào luôn. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian vừa qua sự biến động về ngành địa ốc, mình nghĩ là ở khắp nơi chứ không phải ở California hay San Diego, nhưng mà đặc biệt San Diego thì chúng ta lúc nào cũng mệnh danh là một cái nơi có khí hậu rất là tốt, cho nên sẽ là cái nơi attract nhiều người tới nhất. Như vậy Lily, mua nhà, nhà thì cao, tiền lời cũng cao, mà thật sự ra là một căn nhà như vậy có bao nhiêu cái offer nữa, rất là khó. Như vậy Lily có những cái tips, những cái cách gì để mà có thể chia sẻ với quý vị khán giả làm sao mà chúng ta có thể có những cái tips mình có thể win cái offer, mình mua được căn nhà. Cái bước đầu tiên là người khách phải chuẩn bị giấy tờ đầy đủ khi mà liên lạc với lại người loan officer. So cái người loan officer ở đây là đóng cái phần rất là quan trọng mà. Có thể là em hoặc là có thể mấy anh chị làm loan và community của mình thì cũng có nhiều anh chị làm bên lĩnh vực mortgage. Thì sau khi mà người loan officer check những cái giấy tờ đầy đủ của mình và cho mình cái pre-approval letter, có nghĩa là trên cái letter đó là sẽ để là mình có thể mua nhà được cái giá là bao nhiêu, down payment bao nhiêu và cái loan là bao nhiêu, thì cái người agent mới có thông tin của mình để mà dẫn mình đi coi nhà. Và đồng thời á, là bây giờ những cái người seller agent đó chị, agent mà đại diện cho bên seller đó, thì họ thường phải điện thoại cho bên cái người làm loan để xác minh thử là ok có đúng như những cái gì mà mình đưa trong cái lá thư của pre-approval letter hay không. Thì bên người làm loan phải có đầy đủ giấy tờ để mình đưa qua một cái là cái người kia so bên này họ làm việc nhanh chóng gọn gàng, thì cái offer của mình á, nó họ sẽ favor hơn và cái khả năng mình win cái offer nó cũng cao hơn. Và một cái nữa là cái timeline. Cái timeline mà để đóng một cái bộ hồ sơ của bên em á, thì có hồ sơ em đóng 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần là max. Tại vì á, thực sự á, là bây giờ mình offer, khi khách đi offer họ phải commit với rất là nhiều những cái người buyer khác.
Và để mà có vài người á là họ even là cash, chị vẫn có nhiều, vẫn có nhiều người là cash buyer. Thì chị Văn Anh biết tại sao, là chị Văn Anh có nghĩ là cái người mà mua tiền mặt với lại cái người mượn loan bây giờ nó giống nhau không, hay là chị Văn Anh nghĩ là họ vẫn còn thích cái người mua tiền mặt hơn không trong cái thời điểm này? Thưa quý vị, Văn Anh không phải là người chuyên viên trong cái lĩnh vực này, nhưng Văn Anh đoán là chắc người ta thích người cash. Dạ, hồi xưa tới giờ cash là nào là king. Nhưng mà bây giờ thành ra những cái người mà đi mua tiền mặt á, nếu như mà họ còn có cái suy nghĩ đó mà họ offer thấp hơn với cái giá mà list á, thực sự họ vẫn không có win được cái offer. Nhưng mà trước đây thì yes, cash tại vì nó nhanh hơn á chị, không có càng liên quan tới hồ sơ loan. Nhưng mà bây giờ thì miễn gì cái bộ hồ sơ loan nó clean và cái offer mà nó cao á, thì người seller vẫn muốn chọn cái người mà offer cao hơn ạ. Tại vì cái bộ hồ sơ loan của bạn em mà nếu như mà clean á thì đóng cũng rất là nhanh. Thành ra là cạnh tranh với lại những người mua tiền mặt là không thành vấn đề. Quý vị hãy để cho Lily có cơ hội phục vụ quý vị. Một lần nữa số điện thoại là 619-777-0979. Khi quý vị có tất cả những thắc mắc hoặc là có ý định mua một căn nhà thì quý vị cũng có thể tham khảo miễn phí với Lily Thảo Lưu. Cô rất là vui để được giúp quý vị sở hữu một căn nhà như mơ ước, phải không Lily? Và trước khi chúng ta chia tay ngày hôm nay thì Lily có một cái gì chúng ta wrap up cho cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Lily xin chúc khán thính giả nghe đài VNTV, chúc chị Văn Anh là sức khỏe. Đúng, cái đó quan trọng nhất. Dạ, quan trọng nhất là biết là COVID bây giờ cũng đỡ rồi, nhưng mà mình cũng vẫn phải luôn luôn cẩn thận và luôn luôn may mắn, bình an trong cuộc sống. Có sức khỏe thì chúng ta mới làm được nhiều tiền, và có nhiều tiền thì chúng ta mới mua được nhà để sở hữu một căn nhà mơ ước. Và một lần nữa, xin quý vị không quên gọi cho Lily Thảo Lu từ công ty Wildside Landing 619-777-0979. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Cảm ơn Lily. Chúc quý vị một ngày bình an.